có thể cảm nhận được tính chất, quy mô cùng thủ tục tinh vi mà các đối tượng ngoài ra còn che mắt thiên hạ về có nạn tham nhũng của chúng. Ngay từ khi cái non của xã hội hình thành, khi mà xã hội có giai cấp, có phân biệt địa vị, kéo theo đó lòng tham sẽ xuất hiện với một quy luật báo chí, còn tiền vật chất che mờ có mắt che tâm chưa được dẫn đối với người thì cũng có cái việc phẩm cám dỗ con nối mối quan nhiều điều bị kỹ trái luôn thường họ khó để xã hội nhà cao cửa rộng ruộng lớp bạc ngàn nếu cứ cao tham sống đúng theo luôn thường đạo lý một bộ phận trong xã hội là phải tìm một cách để vơn vén mọi thứ thỏa mãn lòng tham con cái của mình. Và các đơn giản nhất chỉ có thể qua con đường tham nhũng mà thôi. Con người với trí tuệ phi thường của mình đã đưa xã hội phát triển lên một tầm cao mới. Song song đó, vấn nạn tham nhũng được phát triển theo một hướng tiêu cực hơn. Tuy nhiên, dù nén nói nhất là ở bất kỳ giai đoạn nào của xã hội, thì tầng lớp nhân dân nghèo khổ vẫn là con số chí mạng, vẫn phải thay nhân gồng gánh những gánh nặng và lợi nhuận tự cho mình không bị kiểm soát. Cao trào đầm thương về nặng lên, đành thì vẫn nói thế nhưng với những thực tại mơ màu, có tiền mua thiên cũng được, hả sao không dùng đồng tiền để nâng cao địa vị bản thân? Ta có tiền, ta tạo thanh danh, ta tạo được thế, mở ra con đường tương lai trước mắt, ai mà không ham? Kẻ mua tiền, người nhận bạc, nhưng không nhận ra trong sâu thẳm tiềm thức, ta đã bị đồng tiền sổ mũi dắt đi, ngày càng rơi vào cái vòng lẩn quẩn không lối thoát. Nhưng câu chuyện của ông chí sau đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mà không nhận ra rằng đời dần mong tình
cuộc sống hạnh phúc nhất. Nhưng hơn hết, tâm trí ông đã bị ma lực của đồng tiền, bị lòng tham không đáy che mờ, khiến ông không thể thoát khỏi vòng lao lý. Cứ hết lần này rồi lần khác, ông đã sai, nay lỗi lầm và ngày ngày càng chồng chất. Chỉ một chút, chỉ một tí cắt xén nguyên liệu như ông bảo, một chút, một tí so với cả cái công trình lớn ấy xem ra có đáng là bao nhiêu nhỉ. Thế nhưng biết bao công trình, biết bao tính mạng người dân đang trong tình trạng ngừng cơm trên sợi tóc mà họ không hề hay biết. Bao lần vẫn mang mỉm cười với bản thân, bao lần biết đủ được tiến hành rõ ràng, nhưng không thể xem đó là bước vận thành vững chắc che giấu điều xấu xa. Thủ tục dù có được thực hiện thanh vi đến mấy, dấu vết dù có được che đậy bằng một tập hồ sơ hoàn hảo, nhưng liệu dù vào bấy nhiêu đó có thể ung dung tự tại sống qua ngày, cây kim trong cột cũng có ngày lò ra. Đó là điều tất yếu, là quy luật tự nhiên của xã hội. Ông thay trời trách đất, án trách tại sao vợ may lại thay
nhưng ông liệu còn có thời gian để sửa chữa lỗi lầm khi đã tự trung hơn dường như để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ông. Nhưng ông trời không thể đường sống của ai bao giờ cả. Cánh cửa từ sau không phải là kết thúc cho những người ý có lỗi. Đó chỉ là giới hạn mà con người cần phải vượt qua để vượt qua bóng tối trong tâm can mình. Ông cũng thế, sống với mắt lặng lẽ sai trên khuôn mặt của người đàn ông từ một thời vô phong quán cũ, khi nhìn thấy đứa con gái mà ông yêu thương trong ngày 20 phạm nhân. Ông Chí, có người thân không? Xin chúc đại hội